Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimetine. Trong tập 5 của đấu phá thương khung hẹn ước 3 năm, Minotaur đã xuất hiện hình dáng hai cẳng chân một cái háng. Cô đã tuyên bố giải cứu Tiêu Viêm trước tay Vân Sơn. Vì vậy Vân Sơn Đấu Tông cũng đành chấp nhận cho tổ đội Tiêu Viêm xuống núi đi về. Sau đó Tiêu Viêm, Hải Ba Đông, Lăng Ảnh, Minotaur đi khỏi Vân Lâm Tông. Ở đây Hải Ba Đông, Lăng Ảnh chia tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã nói chuyện với vợ tương lai Minotaur là hãy bảo kê hắn 1 năm. 1 năm sau cô sẽ có dung linh đan. Chuyển sang tập 6 của đấu phá thương khung hẹn ước 3 năm. Tiêu Viêm đã dẫn Minotaur về Tiêu Gia Cái Đa. Trên đường đi, hắn có rủ em gái Minotaur đang có hai cẳng chân một háng ghé thăm nhà nghỉ tại một khu vực Hắc Diễm Thành, để Minotaur đi tìm vài cây cỏ dược liệu. Ở đây Minotaur và Tiêu Viêm đi vào một quán nhậu. Hai người Tiêu Viêm đi lên tầng 2 ngồi hóng chuyện anh em giang hồ đang bàn chuyện. Tiêu Viêm định đưa Minotaur đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai hay cây cỏ dược liệu có trong dung huyết đan. Nhưng Tiêu Viêm nghe được anh em đang có mặt bàn tán chém gió hóng hớt. Tiêu Viêm đại đấu sư đánh thắng Nạp Lan Yên Nhiên trên Vân Lâm Tông, hay Tiêu Viêm được Minotaur xuất hiện giải cứu rời khỏi Vân Lâm Tông. Thậm chí Tiêu Viêm còn có tên gọi khác là top 1 luyện sư của Gia Ma Đế Quốc. Sau đó Minotaur quyết định đi mua thuốc cho cô. Lúc này Tiêu Viêm nghe được tin Tiêu gia đã bị một đám người bịt mặt đến quậy phá Tiêu gia. Tiêu Viêm nghe nóng hết ruột định đi về Tiêu gia điều tra xem nguyên nhân vụ án hình sự. Minotaur không muốn về nhà ra mắt nhà trai Tiêu gia trước, mà cô muốn ở lại tìm thuốc cho cô. Tuy nhiên Tiêu Viêm đã áp sát Minotaur đè vào tường nói chuyện. Nếu muốn dung linh đan hãy làm theo thỏa thuận đi bảo kê cho Tiêu Viêm. Minotaur chưa kịp mở mồm trên cái lại, Tiêu Viêm đã kéo tay cô như chưa từng được nắm tay con gái đi về Tiêu gia. Vì vậy Tiêu Viêm và Minotaur trải qua 2 giờ bay đường hàng không đã về Ô Thản Thành. Nhưng trên đường vào Tiêu gia, Minotaur thái độ không được bình thường cho lắm, nên Tiêu Viêm lấy một cây bát lăng mai trăm quả trong thuốc dung linh đan dụ dỗ Minotaur lần hai. Hôm nay cô phải nghe lời Tiêu Viêm toàn bộ mọi chuyện. Cuối cùng Tiêu Viêm gặp được em gái Tiêu Thanh 12 tuổi đã phát triển ngực tấn công mông con đôn. Tiêu Thanh đã dẫn đường Tiêu Viêm đến Tiêu gia có sự cố. Chuyển đến bên trong Tiêu gia, người của áo ba gia tộc, gia liệt gia tộc kèm theo một luyện sư 3 sao đang có mặt. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão của Tiêu gia đang bị gia liệt tất và áo ba mặt tốn bắt nạt. Họ trả giá mua cửa hàng Tiêu gia 80 vạn kim hồn tệ một căn. Vì vậy tam trưởng lão của Tiêu gia mất bình tĩnh làm ăn mua bán ép giá quá. Cũng may đại trưởng lão Tiêu gia cho tam trưởng lão ngồi im, đại trưởng lão không bán cửa hàng nào nữa. Do đó gia liệt tất muốn đánh người Tiêu gia trả thù mối nợ 2 năm trước. Hắn ra lệnh người của mình chém Tiêu gia. Đôi lúc này Tiêu Viêm xuất hiện. Đại trưởng lão đề nghị Tiêu Viêm hay cẩn thận đánh nhau với Gia Liệt Tất và áo ba mặt đốn đại đấu sư 5 sao. Tiêu Viêm đã vác huyền trọng xích ra chuẩn bị combat. Hai người áo ba mặt đốn và Gia Liệt Tất đã xin phép Tiêu Viêm dẫn quân đi về. Nhưng tên luyện sư 3 sao quái hơi to là mọi người hay ở lại giết Tiêu gia, thì tên luyện sư đã bị Minotaur dùng năng lượng của mình giết tên luyện sư trong tích tắc. Minotaur được Tiêu Viêm cho chỉ thị 18 công là cô giết hết toàn bộ đám người đến quậy phá, nên Minotaur lao ra combat với người của hai gia tộc Gia Liệt và Áo Ba. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đang nói chuyện với đại trưởng lão, hắn đã đưa cho đại trưởng lão thuốc trị thương. Minotaur giải quyết giết người xong chạy vào đòi cây bát lăng mai trăm quả của Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm hỏi thăm người Tiêu gia đâu hết mà nhìn thưa thớt vậy. Đại trưởng lão ra lệnh cho Tiêu Thanh đi gọi người Tiêu gia đang trốn về đi, Tiêu Viêm đang ở đây sẽ không có gì nguy hiểm. Bây giờ đại trưởng lão kể về chuyện 3 ngày trước bị 3 người bịt mặt tập kích Tiêu gia. Trong trận chiến này cha Tiêu Chiến đã bị mất tích đi rồi. Đại trưởng lão lấy ra một miếng ngọc lệnh bài đưa cho Tiêu Viêm. Miếng ngọc lệnh bài này đang còn ấn ký của cha Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa chết đâu. Vì vậy Tiêu Viêm xin đại trưởng lão nói vị trí của cha mình ở đâu. Đại trưởng lão cũng chịu, nên Tiêu Viêm đã sắp xếp Tiêu gia đi đến khu ổ chuột của Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh tại Mặc Thiết Giao Minh Đoàn. Còn Tiêu Viêm xác định quay trở lại Vân Lâm Tông đòi tra Tiêu Chiến. Cảm ơn anh em đã xem hết video.